Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 6 người trong đường dây sản xuất mua bán hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng. Đó là Nguyễn Duy Quang, 35 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội, Trương Bình Nguyên, 27 tuổi, Lê Đình An, 27 tuổi, Nguyễn Đình Hoàng, 26 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nghệ An, Lê Đình Tiệp, 27 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Bùi Văn Bình, 27 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang. Theo điều tra, tháng 6 năm 2023, Quang rủ Nguyên cùng nhau làm giấy tờ giả, rao bán trên mạng xã hội, chia đôi lợi nhuận kiếm được. Sau đó, Nguyên thuê các đối tượng còn lại giúp việc tạo fanpage, group Facebook, mời chào khách có nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả, chốt đơn và hệ thống lại thông tin đơn hàng để gửi cho Quang. Trong lúc giao dịch, người mua phải chuyển khoản trước, nhận đủ tiền, nhóm này mới chuyển giấy tờ, thông qua các dịch vụ giao hàng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quang, công an thu giữ nhiều máy móc phục vụ việc sản xuất giấy tờ giả, 11 con dấu các trường đại học, cao đẳng và văn phòng công chứng, 1.388 phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp đại học, bằng kỹ sư, bằng cử nhân, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, giấy phép lái xe và 156 bộ văn bằng chứng chỉ giả đã hoàn thiện. Từ tháng 6 năm 2023 cho đến khi bị bắt, nhóm này đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.